Mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Hôm qua thì ở trên group công nghệ hỏi điệp luôn, mình thấy rất nhiều bạn share vào một cái video test độ bền của sản phẩm Redmi Note 8 Pro. Đấy, mặc dù là ngày mai, ngày 29 tháng 8 thì Redmi Note 8 Pro mới chính thức ra mắt, nhưng mà đã có cái video test độ bền cái sản phẩm này rồi. Đấy, và mình có xem cái đoạn video này. Đoạn video này thì dài 39 giây và được Redmi nhá hàng ra. Đấy thì đầu tiên là có một bạn lực sĩ cử tạ. Đấy, rất là đô con luôn, bạn này nặng tới 90kg. Đấy, bạn ấy ra. Xong rồi có hai người khác, hai người trợ lý đưa vào đây hai chiếc điện thoại Redmi Note 8 Pro. Đó, và bạn lực sĩ cử tạ này, bạn ấy dẫm lên luôn hai chiếc Redmi Note 8 Pro này. Đấy, và bạn ấy nâng cái tạ lên. Không biết là cái tạ này bao nhiêu cân, nhưng mà mình nghĩ là chẳng phải mấy trăm cân đấy. Đấy, cộng thêm với cả cái người bạn này nữa thì quá là nặng luôn. Xong khi đó bạn bước ra này. Đấy, và hai người trợ lý người ta giơ cái điện thoại lên. Đấy, thì hoàn toàn không bị xước một tí nào cả, không bị vỡ màn hình một tí nào cả. Đấy, và chúng ta có thể nhìn thấy là cái màn hình này là màn hình giọt nước. Đấy, và cuối video thì cũng có một cái hình ảnh về cái poster về Redmi Note 8 Pro. Đấy, camera 64 megapixel, được ra mắt vào ngày 28 tháng 9. Có hai màu hiển thị ở trên hình là màu trắng với cả màu xanh ngọc lục bảo. Đấy, thêm nữa đó là màn hình giọt nước chúng ta cũng có thể nhìn thấy rõ luôn. Và như mình tìm hiểu được thì Redmi Note 8 Pro năm nay sẽ được trang bị cái kính ở phía sau, đó là kính cường lực Gorilla Glass 5. Nó khá là giống với cả cái chiếc Redmi Note 7 cũng như là Redmi Note 7 Pro. Thế tuy nhiên là cái khung đi kèm theo máy chỉ là khung nhựa mà thôi. Phân tích một chút về cái video này thì rất là nhiều bạn bảo là ồ, lực sĩ cử tạ đứng lên như này nặng thế này, cộng thêm cả cái tạ nó rất là khủng khiếp như thế này, thì chắc chắn là cái chiếc điện thoại nó sẽ bị vỡ rồi, đúng không? Như các bạn để ý nhá, đây là anh lực sĩ này, anh đang dẫm lên và điện thoại đang ở trạng thái tĩnh, chứ không phải là điện thoại ở trạng thái rơi đâu nhé. Khi các bạn thả rơi từ điện thoại, thả rơi xuống nền gạch ấy thì nó sẽ khác ấy. Hoặc là ví dụ anh này anh chỉ cần giơ chân lên thôi, không cần anh phải nâng cử tạ lên, anh dẫm vào một phát, anh dẫm quịch như này này, đấy kiểu như thế, thì chắc chắn 100% là điện thoại sẽ vỡ đấy. Chứ còn dẫm lên xong rồi giơ cái tay này lên thì cũng chưa chắc là nó đã vỡ ở đâu, vì nó đang ở trạng thái tĩnh và trạng thái động, nó sẽ hoàn toàn khác nhau đấy nhé các bạn nhé. Đấy, cũng giống như việc là bây giờ chúng ta đang nằm xuống dưới một cái đệm này, tự nhiên có một anh bạn khoảng 100kg đi ngồi lên người chúng ta, ngồi bình thường thôi, người chúng ta đang ở trạng thái tĩnh thì chúng ta cảm thấy cũng rất là bình thường, chẳng vấn đề gì cả. Nhưng các bạn chỉ tưởng tượng là chúng ta ngã từ trên giường, chúng ta đang nằm ngủ trên một cái giường khoảng 50 phân, chúng ta ngã xuống đất thôi đã cảm thấy đau hết cả người rồi. Đấy, thì cái đấy là cái điều mà chúng ta chưa thể khẳng định được rằng là cái chiếc điện thoại Redmi Note 8 Pro này nó có thực sự bền bỉ hay không. Nhưng mà như thế này là Redmi làm thế này là cũng là một cái chiêu marketing rất là tốt, và nó khiến cho khách hàng họ ngày càng tin tưởng hơn. Còn không biết là Redmi Note 8 Pro nó có trở nên thành trend giống như là Redmi Note 7 và Redmi Note 7 Pro hay không. Nhưng mà qua những cái thông số của Redmi Note 8 Pro thì thực sự đây sẽ là một cái sản phẩm mà mình nghĩ là rất là nhiều bạn mong đợi đấy. Thứ nhất là pin là 4500 mAh này, có 4 camera ở phía sau này, camera chính lên tới 64 megapixel này, có camera TOF này. Đấy, rồi là cái sản phẩm này thì sẽ chạy con chip Helio G90T, một con chip được MediaTek tối ưu hóa riêng cho cái việc chơi game, và MediaTek rất kỳ vọng con chip này sẽ vượt qua được những con chip tầm chung của Qualcomm trong việc chơi game. Đấy, đấy là những cái lý do để cho chúng ta có thể mong đợi cái sản phẩm Redmi Note 8 Pro này. Đó. Ngày mai thì Redmi Note 8 và Redmi Note 8 Pro sẽ ra mắt rồi. Redmi Note 8 thì sẽ sử dụng con chip đó là Snapdragon 665. Đấy, nó sẽ khác biệt hơn một chút, và thêm nữa đó là nó sử dụng bộ 4 camera ở phía sau. Nó thay một cái camera TOF bằng cái camera siêu macro, và cái camera chính của nó cũng chỉ là 48 megapixel, chứ không được là 64 megapixel giống như Redmi Note 8 Pro đâu. Đấy. Vậy thì các bạn sẽ đợi ngày mai xem Redmi Note 8 và Redmi Note 8 Pro ra mắt như thế nào, hay là các bạn sẽ mua ngay cái sản phẩm Redmi Note 7 tại di động thông minh, bởi vì là mình thấy là Redmi Note 7 phiên bản RAM 3GB bộ nhớ trong 32GB đang có mức giá rất tốt tại di động thông minh, nên các bạn có thể tham khảo qua nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.